Lạng Sơn, dân dựng lều nhặt tiền lẻ, trên quốc lộ 1. Người dân cho biết, việc nhặt tiền xuất hiện từ khi ngôi miếu được lập. Sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, ở đoạn đường này, năm 2009, gần 10 năm nay, tại khu vực km 34, quốc lộ 1, trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, xảy ra hiện tượng, một số người dân thường xuyên băng qua đường để nhặt tiền lẻ. Do lái xe giải khi qua đây, thậm chí có người dựng cả lều, cắm chốt từ sáng đến tối, gây cản trở giao thông và nguy hiểm đến tính mạng. 8 giờ sáng trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Bản Dù, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng Lạng Sơn, các loại ô tô tải, xe container, xe máy di chuyển dày đặc với tốc độ nhanh. Khi đi qua ngôi miếu nhỏ bên đường, nhiều tài xế thả tiền lẻ qua cửa sổ xe. Ngay lập tức, một cụ bà chờ sẵn cạnh miếu, băng ra đường để nhặt tờ tiền lên. Vài phút sau, lại một tờ tiền nữa được thả ra từ chiếc xe khác, lần này là một cụ ông đứng gần đó. Chỉ trong vài chục phút, đã có hơn 10 lái xe thả tiền xuống đường, và gần như ngay lập tức, tiền vừa rơi là có người ra nhặt, bất kể dòng xe nườm nượp. Người dân sống tại khu vực này cho biết, việc nhặt tiền xuất hiện từ khi ngôi miếu được lập, sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ở đoạn đường này, năm 2009, thấy lái xe hay thả tiền lẻ, một số người dân sống gần miếu đã túc trực để nhặt. Có người còn dựng cả lều sát đường để che mưa che nắng, chia ca trực từ 5 giờ sáng tới 7 giờ tối. Chị Mã Ngọc Dung, người dân sinh sống gần đó cho biết, ở đây xe khách với các loại xe nhiều lắm, từ lúc cái miếu này lập lên, mấy người nhặt tiền ở đây. Bị tai nạn mấy lần rồi, bị gãy chân. Ông Kiều Văn Việt, năm nay đã 64 tuổi, nhưng ngày nào cũng ra đường nhặt tiền. Nói, nhà tôi ngay đây này. Mình nhặt mình nhìn xe chứ, không nhặt thì tiền người ta vứt xuống phi đi. Cái ông già kia, ông ấy nhặt tiền bị ô tô tông 3 lần, mà không chết. Mỗi ngày bình quân cứ 100.000, đấy là còn nhiều người, mỗi mình nhặt thì ngày phải 300-400.000. Cứ vào rằm, ngày 30, ngày mùng 1, nhà xe người ta đỗ lại thả quả, tiền nhiều lắm. Ông Hoàng Văn Phách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, xã Vân Thủy cho biết, xã đã làm công tác tuyên truyền, trước đây, sinh hoạt thôn đã có định hướng. Phối hợp với công an, để tuyên truyền bà con, không ra nhặt tiền, nó nguy hiểm quá chứ, xã cũng không bố trí được lực lượng túc trực để xử lý. Đúng như ông Hoàng Văn Phách chia sẻ, chính quyền địa phương, không thể bố trí người trực 24/24, để ngăn chặn người dân lao ra đường nhặt tiền lẻ, do lái xe thả xuống, mà mấu chốt của vấn đề chính là từ phía những người tài xế. Trên những chiếc xe xuôi ngược qua đây, liệu những người thả tiền qua cửa sổ xe có ý thức được rằng, hành động của họ cũng là một cách gián tiếp, đẩy rủi ro tai nạn đến cho người dân. Ở góc độ pháp luật tiền tệ, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc nghiêm cấm hủy hoại đồng tiền Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã có thông tư quy định cấm giải tiền Việt Nam và các loại tiền nước ngoài trên đường đi đưa tang. Đoạn quốc lộ 1 qua thôn Bản Dù, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn từng được coi là điểm đen, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Chính vì vậy, hành vi thả tiền xuống đường của không ít lái xe cần được chấn chỉnh, vừa đảm bảo tuân thủ luật pháp, vừa thể hiện ý thức văn hóa, và quan trọng nhất là không gián tiếp đẩy người dân vào các tình huống dễ dẫn đến va chạm, tai nạn giao thông. Thực hư về hòn đá bí ẩn được xưng là ngày. Người dân cho biết, nhiều người sau khi bị mất trâu, bò, lợn, chó, chỉ cần mua một thẻ hương, một nén vàng, lên xin ngày đá, không lâu sau sẽ có người mách bảo rồi tìm thấy. Chúng tôi tìm về xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vào những ngày trung tuần tháng 8 để tìm hiểu câu chuyện kỳ lạ và có phần huyền bí về một hòn đá, người dân ở đây gọi là ngày. Vừa tới đầu làng khi hỏi về ngôi đền có thờ ngày đá, nhiều người dân đã rất nhiệt tình chỉ lối, không quên hỏi chúng tôi có phải mất trâu bò hay đến để cầu xin an lành cho gia đình hay không, chỉ cần mua thẻ hương nén vàng lên đó xin ngày là được hết à. Khi chúng tôi có mặt tại địa điểm thờ ngày đá ở xóm Thanh Bình, lúc này anh Phan Đình Tiêu, 45 tuổi, trú tại xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, đang soạn lễ để nhờ ngày đá giúp đỡ. Tối qua, một con trâu và 4 con ngé của gia đình vừa sổng chuồng đi đâu không biết, mọi người đã đi tìm giúp, nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy. Tôi ở huyện khác nhưng đã nghe nhiều người nói về sự linh thiêng của ngày, nên bây giờ mua ít lễ lên nhờ ngài giúp đỡ,
chỉ lối để nhanh chóng tìm được trâu và nghé, anh Tiêu nói. Theo quan sát, ngay trước cổng ra vào, khu vực thờ tự ngay đá có một bản chỉ dẫn ghi rõ di tích bản thổ bao quanh đền thờ phiến đá là một khuôn viên được xây dựng rộng gần 1.000m2, có mái che, đền thờ, lư hương và nến để cho mọi người tới thắp hương cầu nguyện. Còn phiến đá mà người dân nơi đây gọi là ngày là một phiến đá lộ thiên có màu xanh rêu hình bầu dục, chiều dài khoảng 2m, chiều rộng và chiều cao khoảng gần 1m. Cụ Lê Đình Luyện, 83 tuổi, trú tại xóm Thanh Bình, xã Thanh Lộc cho hay, ngày đã có từ rất xa xưa, từ cái thời các cụ còn nhỏ, đã thấy phiến đá ấy ở khu vực này. Cha ông ngày trước cũng đã thờ cúng, chứ không phải sau này con cháu mới lập bàn thờ. Trước đây, khu vực này là một vùng rậm rạp, cây cối um tùm, lối đi vào rất khó. Sau này, con cháu trong làng và nhiều người dân ở các vùng miền khác, khi nghe tin về sự linh thiêng của hòn đá, họ đã góp tiền công đức để mở lối vào và xây dựng khuôn viên như hiện nay. Ngày trước thì người dân mỗi khi bị mất vật nuôi trong nhà như trâu, bò, lợn, chó đều đến đây xin ngài giúp đỡ, là tự nhiên sẽ có người mách bảo cho mà tìm thấy. Sau này nhiều người đến đây để cầu xin an lành và may mắn về cho gia đình. Điều đặc biệt là tuy trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, nhưng các chú thấy đó, cây cối ở đây vẫn không hề bị gãy đổ, ông Luyện nói. Ông Luyện cho biết thêm, xã Thanh Lộc trước kia vốn có tên là xã Kiệt Thạch, tức là có những hòn đá đặc biệt. Trong những hòn đá đó, hòn đá được dân gọi là ngai đá là đặc biệt nhất. Ngoài ra, để đáp ứng nguyện vọng của người dân, chính quyền địa phương đã giao cho hội người cao tuổi của xã quản lý khu vực thờ thanh đá này. Hội người cao tuổi và nhân dân thống nhất chọn ngày rằm tháng giêng là ngày lễ tế ngày, ông Luyện cho biết. Hồi tưởng lại quá khứ, ông Luyện kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện đã lâu lắm rồi. Ngày đó có một người ở làng này được cử đi làm quan ở xã miền Nam. Khi rời khỏi chốn quan trường, vị quan này quay trở về quê hương để sinh sống. Một hôm, gia đình vị quan này bị mất một con lợn to, cả nhà đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Khi hay tin chủ bị mất heo, có một người giúp việc cho nhà quan này ở gần chỗ ngài đá, liền mách cho gia chủ mua một thẻ hương, một nén vàng, đến nhờ ngài chỉ đường tìm lại con lợn. Vị quan làm theo, chỉ ít ngày sau, bỗng nhiên có người làng đến báo tin, con lợn của ông đi lạc và có người trong làng bắt được. Vị quan này sau đó tới xin lại con lợn rồi về mua lễ vật đến cảm tạ ngài đá. Trong câu chuyện xung quanh về hòn đá linh thiêng này, anh Nguyễn Khánh, trưởng ban văn hóa xã Thành Lộc cho chúng tôi biết, cách đây chừng 10 năm, ông Nguyễn Tiến Sơn là em con ông chú của anh bị mất một con ngựa, tìm mãi vẫn không thấy, trong nhà ai cũng nghĩ rằng đã mất rồi. Tuy nhiên sau đó ông Sơn về mô lễ lên nhờ ngài giúp đỡ, thì khoảng hơn 2 tháng sau có người mách cho và tìm thấy ở tại xã Tân Hương, huyện Đức Thọ. Hiện nay, hàng ngày không chỉ người dân đến cầu ngài đá để tìm vật nuôi thất lạc, mà sĩ tử trước kỳ thi muốn có thêm tự tin và hy vọng đỗ đạt cũng đến thắp hương cầu ngài. Những mùa lúa mới, người dân làm lễ gạo mới, nếp mới, dâng lên ngài đá nhằm cầu nguyện mưa thuận gió hòa, làm ăn bội thu. Tuy nhiên, tại đền chưa được các cấp các ngành của huyện và tỉnh xếp vào di tích, nhưng chính quyền địa phương vẫn tạo điều kiện cho nhân dân trong xã một điểm để sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa. Bởi cứ đến ngày 30, mùng 1 và 14, 15 có rất nhiều người trong xã và các địa phương khác về đây thắp hương, xin ban phước và nhờ ngài tìm vật nuôi. Có lúc lên đến hàng trăm người, anh Khanh nói. Những món ăn cấm kỵ vào tháng cô hồn. Trong tháng cô hồn, bên cạnh kiêng cưới hỏi, xây nhà, mua sắm, đi chơi xa, thì việc tránh ăn những món sâu cũng được người Việt rất lưu tâm. Mực, không chỉ tháng cô hồn, người Việt còn kiêng kỵ những món ăn từ mực trong ngày đầu tháng. Người ta cho rằng nếu ăn mực vào những ngày này thì cả tháng sẽ đen đủi như mực, gặp đủ mọi chuyện bắt trắc, xui xẻo. Thịt chó. Đối với một số người, thịt chó vẫn là món ăn khoái khẩu, tuy nhiên người ta thường chỉ ăn thịt chó vào cuối năm để giải xui, còn đầu năm, đầu tháng sẽ kiêng khem. Nguyên nhân là do dân gian có quan niệm đen như mõm chó, ăn thịt chó sẽ kéo theo vận đen cả tháng. Cháo trắng.
Cháo rắn là món ăn không thể thiếu trong mâm cúng rằm tháng 7 để cúng cô hồn, dạ quỷ và người đã khuất. Quan niệm dân gian cho rằng nếu bạn ăn cháo trắng vào tháng cô hồn, ma quỷ sẽ nghĩ bạn đang tranh ăn với họ. Vì thế, bạn sẽ bị ma quỷ quấy phá liên tục, gặp những điều không may. Thịt vịt. Tuy là món ăn phổ biến cuối tháng để giải đen, nhưng thịt vịt lại bị kiêng cữ trong tháng cô hồn. Người ta cho rằng nếu ăn thịt vịt vào tháng này sẽ gặp phải tình trạng tan đàn sẽ nghé. Vậy nên thay vì ăn thịt vịt, mọi người thường lựa chọn các món ăn từ thịt gà mang ý nghĩa cát tường, gọi đến những điều an lành. Cá mè. Món cá mè phổ biến ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung được người dân kiêng do chữ mè gắn với chữ mè nheo. Thêm vào đó, cá mè rất tanh lại có nhiều xương nên khi ăn cá tốn công gỡ. Điều này khiến món cá mè bị cho là không thuận lợi, dễ đem lại trắc trở trong cả tháng. Sầu riêng. Loại quả đặc sản thơm ngon và giàu dinh dưỡng của các tỉnh Nam Bộ được kiêng khem khá kỹ vào tháng cô hồn. Lý do là bởi hai chữ sầu riêng vốn đã mang hàm nghĩa không tốt, dễ mang đến những phiền muộn, tuổi hổ. Cam, lê, chuối. Bên cạnh sầu riêng, ba loại quả cam, lê, chuối cũng bị cho là những ý nghĩa tiêu cực như quýt làm cam chịu, lê lết, trượt vỏ chuối. Cả ba đều ám chỉ đến những tai họa, điều không may mắn và sự thất bại. Chính vì vậy, tuy được bày nhiều trong mâm ngũ quả cầu phước ngày Tết, nhưng nhiều người vẫn hạn chế ăn các loại quả này trong tháng 7.